chuyên đề với khán giả truyền hình của đài phát thanh và truyền hình thừa thiên huế trong chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự phản ánh những bất cập và vướng mắc cần giải tỏa cho các địa phương tại thị xã hương trà trong quá trình triển khai quy hoạch chung thành phố huế theo quyết định số 649 ngày 6 tháng 5 năm 2014 của thủ tướng chính phủ tiếp đó là phần tư vấn pháp luật do luật sư lê thị trà my thực hiện của chương trình là một giới thiệu văn bản pháp luật hàng tuần quý vị và các bạn, thì xã Hương Trà là địa phương có nhiều diện tích đất đai nằm trong quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 649 ngày 6 tháng 5 năm 2014. Trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý, một số bất cập vướng mắc phát sinh do có sự chồng chéo và sai khác giữa hiện trạng và quy hoạch trong bản đồ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền sử dụng đất của người dân, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý cấp giấy phép xây dựng và đầu tư phát triển của các cấp chính quyền địa phương. Phạm sư sau sẽ đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Gia đình ông Nguyễn Văn Kỳnh sử dụng thửa đất có diện tích 676,5 m2, tòa lạc tại tổ dân phố Nham Biêu Lưu Bảo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 300 m2 đất ở. Do ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ khá lâu đã xuống cấp, cùng với nhu cầu ăn ở của con gái trong gia đình. Đầu năm 2020, ông Kỳnh có dự định xây dựng một ngôi nhà mới trên thửa đất này. Tuy nhiên, việc này sẽ là điều khó khăn với gia đình ông, bởi hiện toàn bộ đất đai của ông Kỉnh nằm trong vùng quy hoạch đất cây xanh, công viên, thể dục thể thao, được phê duyệt tại quyết định 649 ngày 6 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Con cái lợn trưởng thành, nhà cửa xây dựng nhưng mà không biết, thì đó là cái thiệt thôi. Con đây mà bây giờ dư mà quy hoạch thì cái nó là chủ trướng của nhân nước thì mình chịu thôi. Nhưng mà đều mong muốn làm rằng là mình biết trước để mình chuẩn bị trồng phù hợp với, dân. Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Nguyễn Văn Kỉnh là hàng nghìn hộ dân cùng với hàng trăm hecta đất ở tổ dân phố Nham Biều Lưu Bảo và các tổ dân phố khác của phường Hương Hồ như An Bình, Long Hồ Hà 1, 2, Dược Dụ, Ngọc Hồ. Qua thống kê của chính quyền địa phương, các vùng đất này theo bản đồ hiện trạng năm 2015 và trong bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt, thì phần lớn là đất ở đô thị và đất dịch vụ du lịch, Tuy nhiên, theo bản đồ quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, định hưởng đến năm 2050, phê duyệt tại quyết định 649 của Thủ tướng Chính phủ. Số diện tích này chuyển thành đất cây xanh, công viên, đất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đồng nghiệp với việc thực hiện các nhu cầu của chủ sử dụng đất như chuyển đổi mục đích, tách thửa, chuyển nhường, cầm cố, xây dựng nhà ở, công trình sẽ bị hạn chế. Trên thực tế, các khu vực nói trên thì người dân đã xây dựng nhà ở cùng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, khu du lịch dịch vụ, với tỷ lệ phủ kín gần 70%. Theo quan điểm của địa phương á, thì à, quy hoạch á, thì nên giữ lại những cái khu gia ở đã sử dụng ổn định từ trước năm 1915. Và định hướng mà theo cái lâu dài á, thì nên điều chỉnh lại quy hoạch 649 cho phù hợp với từng địa bàn trên của trên phường và của các tổ dân phố. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, trong quá trình thực hiện kế hoạch số 51 ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Dân tỉnh về việc lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đang tiến hành lập các đồ án quy hoạch chi tiết phân khu trung tâm phường xã và các khu dân cư, tuân thủ theo đồ án quy hoạch chung thành phố Huế được duyệt. Hiện tại thị xã có đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trận từ Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã đến năm 2020 đều đã được phê duyệt như Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Thọ, Hương An, Hương Hồ, Bình Thành, Bình Tiến. Tuy nhiên qua soát xét đổi chiếu thì bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế năm 2014 phần hiện trang sử dụng đất có nhiều sai khác về mục đích sử dụng đất. Điều đó có ý nghĩa nếu thực hiện theo quyết định 649 thì các vùng đất ở đô thị và dịch vụ du lịch hiện hữu phải bị thay đổi thành đất cây xanh, công viên hoặc đất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản sẽ làm xảo trộn lớn cuộc sống của người dân, ảnh hưởng quyền của các chủ sử dụng đất, công tác quản lý cấp phép xây dựng cũng như chính sách đầu tư phát triển của địa phương. Do đó, Ủy ban nhân dân thị xã đã có văn bản kiến nghị tỉnh lấy thêm nền bản đồ địa chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các địa phương để ra soát quy hoạch chung thành phố Huế cập nhật nội dung các đồ án mà thị xã đã nghiên cứu trước đây ở các phương xã vào đồ án quy hoạch chung thành phố Huế. Bên cạnh đó có 73 vị trí cụ thể tại 7 phương và 4 xã cần được xem xét điều chỉnh trong bản đồ quy hoạch chung thành phố Huế theo hướng giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất. Chúng tôi đã có văn bản chính thức đã gửi cho Sở Xây dựng và Ủy ban tỉnh và xin đã ra soát và sẽ đề nghị là tỉnh kiến nghị với chính phủ để điều chỉnh quy hoạch sáu chín trong cuộc vực thực trạng. Cái thứ hai nữa là cũng chúng tôi cũng thực hiện theo cái kế hoạch năm một của đoàn tỉnh. Đấy. Và chúng tôi hiện nay cũng đang lập các cái quy hoạch phân khu ở các vùng và nếu như mà có kinh phí để chúng tôi tổ chức thực hiện các cái quy hoạch phân khu này đấy, thì là cũng sẽ điều chỉnh được một số các cái nội dung. Đấy, cơ bản ở trong cái bất cập mà trong cái quy hoạch 649. như vậy phần lớn ý kiến người dân và chính quyền địa phương ở các phường xã trên địa bàn thị xã Hương Trà đó là đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế một cách phù hợp đặc biệt là những khu vực dân cư hiện hữu và quỹ đất phát triển dịch vụ du lịch của địa phương cần giữ nguyên trạng trong thời gian đến khi được bổ trí ngân sách, ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung nghiên cứu triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu theo đồ án quy hoạch chung thành phố Huế. Việc điều chỉnh sẽ được thể hiện cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết phân khu. Mục tiêu là vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển mở rộng thành phố Huế theo các định hướng tại quyết định 649 của thủ tướng chính phủ, đồng với tinh thần nghị quyết 54 ngày 10 tháng 12 năm 2019 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, nhưng cũng vừa đảm bảo hài hòa cả quyền lợi của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Chương trình chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Nguyên ở 132 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Huế. Theo cái nội dung đơn thư gửi đến cho chương trình chúng tôi thì ông có trình bày như sau. Ông sinh năm 1961 và hiện đang công tác tại Hội Nông dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến tháng 8 năm 2020 thì ông đã tham gia bảo hiểm xã hội được thời gian là 26 năm 6 tháng theo cái thông tin ông được biết thì hiện nay bộ luật lao động có thay đổi điều chỉnh về cái độ tuổi nghỉ hưu đối với cả người à, lao động nam và nữ do đó đến đầu năm 2021 thì ông đủ 60 tuổi nên ông thắc mắc là không biết theo quy định mới của luật lao động thì đến năm 2021 ông đã đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng lương hưu hay chưa? nên ông gửi đơn đến chương trình của chúng tôi và nhờ chúng tôi tư vấn pháp luật với cái nội dung ông hỏi như sau: theo quy định của pháp luật hiện hành thì cái độ tuổi nghỉ hưu được quy định là bao nhiêu tuổi? ông sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1961 thì đến năm bao nhiêu thì ông sẽ đủ tuổi được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Liên quan đến cái nội dung của ông hỏi thì chúng tôi tư vấn cho ông như sau. Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành thì tại cái điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 về tuổi nghỉ hưu thì có quy định như sau. Người lao động bảo đảm điều kiện về cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, làm cái công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc cái danh mục do chính phủ quy định có thể để có thể sẽ được nghỉ hưu ở cái tuổi là thấp hơn so với quy định nêu trên. Người lao động có cái trình độ kỹ trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số các trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở cái độ tuổi cao hơn nhưng mà không quá 5 năm so với quy định mà chúng tôi vừa nêu ở trên. Tuy nhiên, vào năm 2019 thì Quốc hội đã thông qua bộ luật lao động mới và bộ luật này có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 thay thế cho bộ luật lao động năm 2012. Thì theo đó, tài quyết định tài điều 169 thì có quy định về cái độ tuổi nghỉ hưu thì được quy định như sau. Người lao động bảo đảm cái điều kiện về cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu là khi đủ cái tuổi nghỉ hưu. Cái tuổi nghỉ hưu của người lao động trong cái điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo cái lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021 thì cái tuổi nghỉ hưu của người lao động trong cái điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi. 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm thì tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm cái khả năng lao động làm nghề, cái công việc đặc biệt là à, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm việc ở cái vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở cái tuổi là thấp hơn nhưng mà không quá 5 tuổi so với quy định tài khoản 2 mà cái điều luật điều 169 chúng tôi nêu ở trên. Tại cái thời điểm nghỉ hưu trừ trường hợp là pháp luật có quy định khác. Đó là người lao động có cái trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở cái tuổi cao hơn nhưng mà không quá 5 năm so với quy định tài khoản 2 điều này để hướng dẫn thống nhất thực hiện quy định về cái độ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 thì vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 5081 hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì cái quy theo quy định hiện hành thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và ra cái quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tỉnh đến cái thời điểm là công chức viên chức nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp có cái thời điểm là nghỉ hưu sau ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và ra cái quyết định nghỉ hưu thì được tỉnh trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Đối với các quy định À, chúng tôi đối chiếu về các quy định pháp luật mà như chúng tôi vừa nêu ở trên thì chúng tôi thấy rằng tỉnh đến tháng 8 năm 2020 thì ông đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm 6 tháng là đã đủ cái số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ông sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1961 nên phải đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 thì mới đủ cái tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành. Do đó cái độ tuổi nghỉ hưu của ông sẽ được điều chỉnh bởi cái bộ luật lao động năm 2019 và cái tuổi nghỉ hưu của ông trong cái điều kiện lao động bình thường là phải đủ 60 tuổi 3 tháng. Và trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi tư vấn cho Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Theo đó, mức quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế như sau: 1. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: A. không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoảng 2 dưới đây. B. Từ chối hoặc trộn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoảng 2 dưới đây. C. Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. B. Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. C. Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với hành vi quy định tại các điểm AB khoảng 1 và các điểm AB khoảng 2 nêu trên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục với khán giả truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thời Tiên Huệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt.